có nghĩa là chúng ta ước lượng thử cho chúng ta coi là giá thế giới tương đồng với giá Việt Nam là bao nhiêu á, thì khi đó người ta sẽ lấy giá thế giới nhân cho 1.20565, bởi vì đơn giản là 1.20565 mới ra được lượng anh chị, nên phải nhân với con số này và nhân với tỷ giá đô la. Tuy nhiên tỷ giá đô la ở đây các anh chị, thường người ta sẽ lấy tỷ giá đô la trong ngân hàng, nhưng đối với những người mà buôn bán vàng ở ngoài các anh chị, những tiệm vàng á, thì thường cái tỷ giá này sẽ là đô la thị trường chợ đen. Xin chào mọi người. Clip hôm nay tôi xin trình bày cho chúng ta về những cái đơn vị của vàng và dầu, điều mà nhiều người quan tâm, nhưng mà họ như nhiều người họ không hiểu được cái đơn vị thực tế của vàng sử dụng là như thế nào. Tôi nói ví dụ như chúng ta đọc báo á, chúng ta thấy là người ta hay nói là hôm nay giá vàng tăng bao nhiêu đô la Mỹ một troy ounce, một ounce, vân 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 vân. Tuy nhiên chúng ta thấy á, thường người ta hay dùng cái từ ounce nhiều. Tuy nhiên viết cái từ ounce á các anh chị là nó không có chính xác, mà cái từ chính xác trong cái đơn vị của vàng đó chính là troy ounce. Bởi vì ounce á thì thông thường họ sẽ sử dụng cho kim loại thường, những cái sản phẩm bình thường, có nghĩa là không nhất thiết là vàng, bạc hay là những cái sản phẩm khác, nhưng mà đơn vị nhỏ nhỏ thì người ta nói ở ounce anh chị. Tuy nhiên nếu mà đối với kim loại quý anh chị, trở vàng trở lên anh chị, người ta sẽ sử dụng troy ounce anh chị. Bởi vì đơn giản anh chị, hai cái đó nó khác nhau. Chúng ta có thể nhìn ví dụ như chúng ta nhìn trên Bloomberg nè, anh chị nhìn troy họ có ghi nè, anh chị nhìn thấy không ạ? Đơn vị của vàng anh chị được viết tắt là TOZ nè anh chị, là troy ounce anh chị. Bởi vì đơn giản nữa là do cái đơn vị của họ là khác nhau, các anh chị có thể nhìn cái ở đây, đây chúng ta nhìn thấy nè, thấy rất là rõ đúng không ạ, là troy ounce á là nó nặng là 28,349 gram, còn troy ounce anh chị là bằng 31,103,4768 gram, có nghĩa là nặng hơn anh chị. Mà nặng hơn thì giá nó phải khác chứ, và thông thường cái giá mà chúng ta thấy ở trên mà giá thế giới chạy liên tục đó anh chị, là người ta sử dụng là troy ounce. Nhưng mà có lẽ là do cái mà trước giờ anh chị người ta cũng xài ounce nó quen rồi anh chị, nên người ta xài đó. Nhưng thực tế là trọng lượng hai cái này nó khác hẳn nhau. Dẫn tới một rất nhiều những cái trang web lớn họ có ghi là ao anh chị, nó mang tính chất về lịch sử nhiều anh chị, nó mang về tính chất lịch sử nhiều. Nhưng mà đơn vị kim loại quý thông thường là người ta sẽ sử dụng là cho ao, giống như trên Bloomberg anh chị thấy họ ghi rất là chính xác chỗ đó. Toàn lượng anh chị, lượng thì chẳng luôn anh chị, lượng nó sẽ bằng 37,5 gram, chẳng luôn nha, chứ không phải lẻ lẻ nhiều giống như mấy kia đâu. Nên chính vì thế nha anh chị, nên chúng ta có nhiều người hay hỏi tôi là ủa anh, tại sao mà vàng thế giới giá như đây nhưng mà vàng Việt Nam giá nó cao hơn quá nhiều. Thì đúng rồi cho anh chị, thật ra có những cái thời điểm nó cao hơn quá gần nhiều bởi vì nó đẩy giá, nhưng mà có những cái thời điểm nó đúng giá luôn nhưng mà người ta nói vẫn nói cao hơn, là bởi vì có nhiều người không có hiểu là cái giá trị của vàng thế giới anh chị là ao á, troy ao á, là nó có cái trọng lượng nhẹ hơn, nên cái giá trị nên cái giá vàng của Việt Nam anh chị nếu mà tính như vậy thì nó sẽ thường là cao hơn. Nên chúng ta nhìn thấy đây nè anh chị, một lượng nó sẽ bằng với lại 1.20565 troy ounce anh chị, và 1 kg thì nó sẽ bằng khoảng 26,6667 lượng. Thật ra nó toàn số lẻ nữa đó anh chị, nhưng mà tôi làm tròn tới đây thôi, nghĩa là nó sẽ bằng hơn 32 troy ounce anh chị, 32,15 troy ounce thì mới ra được 1 kg, nghĩa là 1 kg tính theo lượng nó sẽ gần 27 lượng, nhưng mà tính theo troy ounce là nó phải hơn 32 troy ounce. Nên khi đó cái giá thế giới anh chị, người ta sẽ tính theo hai cái là nếu mà tính nhanh, có nghĩa là chúng ta ước lượng thử cho chúng ta coi là giá thế giới tương đồng với giá Việt Nam là bao nhiêu á, thì khi đó người ta sẽ lấy giá thế giới nhân cho 1.20565, bởi vì đơn giản là 1.20565 mới ra được lượng anh chị, nên phải nhân với con số này và nhân với tỷ giá đô la. Tuy nhiên tỷ giá đô la ở đây các anh chị, thường người ta sẽ lấy tỷ giá đô la trong ngân hàng, nhưng đối với những người mà buôn bán vàng ở ngoài các anh chị, những tiệm vàng á, thì thường cái tỷ giá này sẽ là đô la thị trường chợ đen anh chị, người ta gọi bằng cái từ chuyên môn hơn đó là đô la thị trường tự do đó.
Nhưng nếu mà tính chính xác nữa đó anh chị, bởi vì cái việc mà chúng ta tính đó là chúng ta tính nhanh thôi, còn ví dụ mà vàng nhập vô dập ra nó còn rất nhiều những cái chi phí khác nữa, thì cái chi phí đó của nó sẽ là giá thế giới nhân cho 1.025, nhân cho 1.20565 và nhân cho tỷ giá. Trong đó 1.025 là tương đương với lại 2.5%, bao gồm là thuế nhập khẩu 1%, 1.5% còn lại là chi phí vận chuyển, gia công và phân phối. Tuy nhiên cái con số này là cái con số tôi lấy cũng lâu rồi các anh chị, nên tùy vào từng thời điểm, tùy vào quy định nha các anh chị, thì cái con số này nó có thể điều chỉnh nha anh chị, nó có thể là 2.5 hoặc là cao hơn nữa, thậm chí có thể là 25% chẳng hạn anh chị, tùy theo cái quy định cái thời điểm đó là như thế nào, thì cái con số này nó phải nhân lên, thì khi đó chúng ta mới tính được cái giá trong nước là chính xác là nó là khoảng bao nhiêu tiền Việt, thì khi đó chúng ta mới từ đó chúng ta ước lượng là những cái tiệm vàng họ bán cho mình thì họ có đẩy giá cao quá giá thế giới không, hoặc là họ ế quá không hàng ma nào mua hết thì giá nó thấp hơn giá thế giới hay là không, ví dụ vậy. Đôi khi chúng ta thấy người ta hay còn chúng ta đọc báo hoặc là chúng ta thấy những cái tổ chức ví dụ ngân hàng trung ương hoặc là quỹ đầu tư lớn nó mua vàng, nhưng khi đó người ta dùng cái từ rất là ghê cho anh chị, quỹ đó đã mua 10 tấn anh chị, nghe hay khiếp quá ha, má mua 1 ký là chúng ta thấy khiếp, mà má 10 tấn nghe rất là khiếp, nhưng mà vấn đề tấn là tấn gì anh chị, chúng ta phải biết tấn gì mới được. Thì khi đó chúng ta cho dùm tuổi đây, tấn gì đây, tấn nó có rất là nhiều loại, nhưng mà ở đây nó có 3 loại chính. Cái tấn mà 1.000 kg trên 1 tấn bằng 1.000 kg đó anh chị, đó là người ta gọi là tấn thể mét, là cái tấn mà Việt Nam dùng nhiều nhất. Nhưng mà trên thế giới người ta dùng anh chị là tấn Anh hoặc là tấn Mỹ. Tấn thể Anh đó anh chị nó là 1.016 kg lẻ lẻ. Bởi vì vấn đề là người ta trên thế giới người ta không có sử dụng mét như mình, mà người ta sử dụng đơn vị là bao anh chị. Một bao là bằng 453,59 gram. Do đó nên long tôn là người ta gọi là tấn thể Anh á, là nó là 2.240 bao. Còn sọt tôn nó là tấn thể Mỹ là khoảng trên 907 kg thôi, nghĩa là tròn luôn 2.000 bao. Nó giống như cái việc xe hơi của Việt Nam mà chúng ta thấy nó tính mà chạy xe hoặc là xe máy tính bằng km, nhưng mà ở trên thế giới người ta tính bằng là mai cho anh chị, là dặm á anh chị, dặm là khoảng hình như là hơn 1.6 phải. Thì chúng ta lưu ý với đó giùm tôi nha. Nên khi mà chúng ta thấy những cái tổ chức nó mua 10 tấn vàng, đụt má hay khí quá, nhưng mà vấn đề là tấn gì? Nếu mà tấn thể Anh anh chị thì ghê, còn tấn thể Mỹ thì cũng ghê, nhưng mức ghê đó nó yếu hơn một chút nha anh chị, mức ghê đó nó yếu hơn. Cái hình này chúng ta cũng nhìn thấy đây, đó là các loại đơn vị. Anh chị thấy nó toàn gram, ounce, choy, ounce, rand, stone, lô, vân 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 vân. Anh chị rất là nhiều thứ. Thì cái này đã cho chúng ta hiểu thêm anh chị. Đó là về vàng anh chị, còn về dầu thì sao? Chứ anh chị hay nghe ta nói bao nhiêu giá bao nhiêu đô la Mỹ một thùng dầu, thậm chí là giá dầu bị âm. Má giá dầu bị âm tôi nói thiệt với anh chị, chứ má lại đổ hết dầu ra lấy cái thùng nó đi bán cũng lời nữa. Tại sao chúng ta nhìn nè. Bởi vì một thùng dầu cho anh chị nó tới gần 159 lít, chính xác là 158,987 lít. Anh chị nghĩa là chưa được 159 lít, nên có một số người nói 160 là sai anh chị, thậm chí 159 cũng chưa tới luôn anh chị. Đó, nên anh chị thấy cái hùng mà nó đựng được tới như đây anh chị, nghĩa là một cái hùng nó cũng rất là bự anh chị, tiền bán hùng hơi má cũng lời mẹ nó rồi, chứ đừng nói là đựng cái dầu nữa. Ví dụ dầu chúng ta đi đổ xăng ở Việt Nam thì chúng ta đổ theo lít, nhưng mà ví dụ nước ngoài tùy nước cho anh chị thì nó tính theo cái nó gọi là ga lon. Nhưng ga lon ở đây cho anh chị nó cũng có rất nhiều loại ga lon, ví dụ như là ga lon chất khô hay là ga lon Anh hay là ga lon Mỹ. Một ga lon chuẩn của nó thì thông thường nó sẽ bằng 3,785 lít anh chị, hoặc là đây là anh chị 0.13368 feet anh chị. Một ounce chất lỏng thì định nghĩa được bằng là 1.2128 gallon Mỹ anh chị, có nghĩa là một ounce chất lỏng anh chị nó nhỏ rất là nhiều anh chị so với cái gallon theo triệu Mỹ. Gallon chất khô của Mỹ này anh chị thì nó bằng tới 4.40488 lít anh chị, còn gallon Anh á thì nó nặng nó đúng rồi anh chị, nó nhiều hơn, nó hơn tới 4.5 lít lần, là nó sẽ bằng khoảng 1.2 gallon chất lỏng của Mỹ. Còn ounce chất lỏng của Anh thì nó sẽ định nghĩa bằng 1/160 gallon Anh, trong khi là một ounce chất lỏng của Mỹ thì bằng 1.128 gallon Mỹ anh chị.
đó. Nên anh chị thấy là nó tính nó rất là khác, chứ không phải là giống như tụi mình. Nhưng ít nhất chúng ta cũng hiểu nôm na sơ sơ, để có gì chúng ta toàn hiểu. Ví dụ giá dầu âm đồ gì thì má chắc tôi mua về tôi đổ sạch dầu ra xong rồi tôi bán, hoặc là tôi làm gì đó, ví dụ là tôi lấy hùng tôi bán thôi, ví dụ thôi. Nên là tôi nói vui thôi nha anh chị. Còn giá xăng tại Việt Nam anh chị thì nó tính bằng thật ra những cái chi phí khác nha anh chị, ví dụ lọc, phân phối, marketing và thuế, thì cái đó nó sẽ tùy thời điểm nha anh chị, mỗi thời điểm con số này nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên thông thường giá xăng nó chiếm bằng khoảng một nửa trên dưới đó của giá dầu thô. Nên thông thường anh chị thấy, ủa tại sao giá dầu âm rồi hoặc là giá dầu giảm thấp mà giá xăng Việt Nam không, giá xăng không giảm bao nhiêu? Bởi vì chúng ta không lấy giá dầu để mà chúng ta đi đo với giá xăng được, bởi vì nó chỉ bằng trên dưới một nửa anh chị. Giá xăng anh chị nó trong đó anh chị, dầu thô nó chỉ chiếm là khoảng quanh một nửa của giá xăng mà thôi anh chị. Ở đây nó cũng có công thức của giá xăng nè anh chị, nhìn thấy không ạ? Đây, đô la trên lít anh chị, nó sẽ bằng giá dầu thô chia cho cái tỷ lệ phần trăm này. Còn ví dụ chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ này ở Việt Nam khác nhau, hoặc là những nước khác, tôi nói ví dụ những nước khác khác nhau bao nhiêu phần trăm, thì anh chị chỉ gì đổ cái con số đó vô đây, để mà từ đó anh chị áp vô cái công thức này anh chị. Thì ở đây do chúng ta sử dụng là YouTube mà, nên anh chị có thể tua lại anh chị, và có thể coi lại cái tấm hình này anh chị, để mà anh chị add vô, để mà chúng ta có thể tính được giá xăng. Và ở đây là giá của dầu diesel. Dầu diesel cũng tương tự anh chị, nó cũng bằng một cái tỷ lệ khoảng, dầu thô sẽ chiếm khoảng gần một nửa hoặc là hơn một nửa, nói chung quanh một nửa của giá dầu diesel luôn anh chị. Nên từ đó chúng ta có thể hiểu biết thêm về những cái đơn vị của vàng, dầu, thậm chí anh chị những cái tấn ở đây nè anh chị. Ví dụ những anh chị nào có đầu tư cổ phiếu, hoặc là những anh chị nào trên thị trường hàng hóa đó, anh chị thấy tụi nó mua sắt thép, đồng chì kẽm, thiết nhôm, vân 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 vân. Mà nếu mà nó có tính theo tấn thì chúng ta cũng hiểu những cái tấn này nha. Như đây chưa đủ anh chị, tôi nhớ nó khoảng 5-6 loại cơ, thậm chí có thể nhiều hơn, nhưng ba loại này là thường xài nhất trên thế giới. Đó là nội dung của cái phần clip này. Tôi cũng mong là các anh chị có thêm những cái hiểu biết về những cái đơn vị đầu tư, những cái đơn vị của giá vàng và dầu thô. Rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe hết cái clip này. Một lần nữa xin cảm ơn.